Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Giờ chào mừng tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Mini Vlog nha. Giờ em đang có mặt tại cống chùa Tam Phơi Xẻ Me. Xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Bây giờ em đang có mặt tại dòng sông cống tại chùa Tam Phơi Xẻ Me nha quý vị ơi. Hiện tại bây giờ mọi người đang tập trung tại đây để tập luyện trên chiếc chèo lại để chuẩn bị tham gia ngày thi đấu chùa Sam thứ mấy á quý vị ơi. Và đây là cái bảng nha. Cái bạn đi vào á mọi người ơi. Quá quá tuyệt vời luôn nha quý vị ơi. Thật là nhộn nhịp luôn nha. Ngày lễ chùa Tam Phơi Xẻ Me sẽ có tổ chức đua giỏ lãi á mọi người ơi. Rất là nhiều giỏ lãi ở đây để tập luyện á quý vị ơi. Tập luyện trên dòng sông cống để chuẩn bị cho ngày lễ chơi năm thứ mấy Tam Phơi tại chùa Tam Phơi cống tại cống luôn nha quý vị. Phát hiện một cặp chiếc giò lãi đang bơi tập nha quý vị ơi, khá là song song với nhau luôn. Cố gắng lên mọi người ơi. Cũng là quá khá là hấp dẫn luôn quý vị ạ. Bắn toàn rõ mày. Khá là đông, tập trung ở đây tại cống Xẻ Me Tam Phơi cũng khá là đông rồi quý vị ạ. Tiếp tục thêm một cặp đấu nữa nha quý vị ơi, khá là hấp dẫn luôn nha, vào chiều hôm nay tại dòng sông cống chùa Tam Phơi Xẻ Me quý vị ơi. Đây nha, đây là trận chiến của các tay bơi vào lại của xóm chùa Tam Phơi Xẻ Me, khá là hấp dẫn luôn, quá là nhộn nhịp luôn, chưa tới ngày thi đấu nữa mà đã rất là nhộn nhịp như thế rồi. Mọi người tập trung tại dòng sông cống để xem, cũng có người lại xem và có người đến để tập luyện trên dòng sông cống để chuẩn bị cho ngày thi đấu vào dịp lễ hội chôi năm thứ mây tại chùa Tam Phơi Xẻ Me quý vị ơi. Quá là đẹp luôn nha, bây giờ đang sắp xếp người và tiếp tục tập luyện trên dòng sông cống tại chùa Tam Phơi Xẻ Me. Cũng khá là nhiều người luôn á mọi người ơi. Khá là nhiều người đến xem à. Cùng tiến tổ đi, tam con chứng đi. Xuất phát luôn nha quý vị ơi. Wow, khá là lực luôn. Rồi sao thì đuổi theo. Có
cho cả đội nhí luôn quý vị ơi. Đây đua cũng khá là lực lượng luôn nha quý vị ơi. Thêm một cặp đấu nữa xuất phát nha quý vị, mời quý vị cùng chiêm ngưỡng nha quý vị ơi, tất cả cô chú anh chị ơi. Khá là nhộn nhịp luôn nha quý vị ạ, rất là nhộn nhịp luôn. Đi luôn rồi, đi luôn rồi. Tại vì chiều quá chiều luôn rồi. Trời quá sát chiều luôn rồi. Trời sát chiều rồi, bây giờ bắt tất cả các vận động viên đang bơi về. Vâng, video của em cũng xin phép khép lại tại đây nha quý vị. Nếu tất cả cô chú anh chị cảm thấy video hay thì cho em xin một cái đăng ký kênh và một cái like nha quý vị, để cho em thêm có động lực ra những video tiếp theo nha quý vị. Bây giờ thì bye bye tất cả cô chú anh chị nha. Chúc tất cả cô chú anh chị một buổi chiều thật là vui vẻ nha. Bây giờ thì bye bye tất cả cô chú anh chị. Bye bye.